Hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2022, Chúa Nhật thứ hai, mùa vọng, năm A. Trích sách tiên tri Isaiah: Ngày ấy, từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, bêu nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, bò cái và gấu cái sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thâu bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy, gốc Giê-xê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân, các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mỗi ngày sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người, cho tới khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cái đến tận cùng trái đất. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người, vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống người cùng khổ. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người. Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời, vì người các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca khen người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triền nở trong triều đại người. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta. Hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa nguồn kiên tâm và an ủi ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em, để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ người. Như lời chép rằng,
Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ ca rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoàng địa xứ Judea rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính ông là người mà tiên tri Isaiah đã tiên báo. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Giô-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giô-đan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối, chứ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi, có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm Chúa Nhật thứ hai, mùa vọng, năm A. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ. Chúa nhân từ, nhưng con người phải sám hối. Bước vào mùa vọng, mùa của niềm vui thiên thánh, đợi chờ và hy vọng mong ngày Chúa đến. Với trật thuật của Isaiah và Matthew phụng vụ lời Chúa tuần 2 năm A, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về đấng sắp đến. Isaiah loan báo, từ gốc Jesse sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống. Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Isaiah chương 11, câu 1 đến câu 10. Vậy rõ ràng đấng ấy xuất thuộc tộc Jesse, cha của David. Đấng ấy sẽ được Thiên Chúa tuôn đổ xuống bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đúng như tiên báo Isaiah loan báo. Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Isaiah chương 11, câu 2 đến 3. Đấng ấy sẽ xét xử mọi người cách công minh, nhưng thật rộng rãi cách đặc biệt với kẻ nghèo khó. Cảnh thái bình sẽ sớm được thịnh trị. Mùa vọng dù hướng tâm hồn chúng ta về ngày đấng ấy sẽ đến vào chung cuộc của thế giới, nhưng đồng thời cũng hướng tâm hồn chúng ta hướng đặc biệt về đại lễ Chúa Giáng sinh như tương lai gần, dấu chỉ để chuẩn bị. Nên chúng ta cũng phải nhìn thấy việc Chúa sinh ra như để phán xét mọi người. Isaiah loan báo dung mạo của một Thiên Chúa quyền năng nhân từ đến trong cảnh hòa bình giữa trời và đất, giữa con người với vạn vật cỏ cây và muôn loài chim thú. Đấng ấy không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe,
nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó và lấy lòng chính trực mà bên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng và lấy sự trung tín làm đai lưng. Isaiah chương 11 câu 1 đến 4. Và cảnh hòa bình, sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, nào là bò cái và gấu cái, sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau, sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn mang sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn lục. Isaiah chương 11 câu 6 đến 10. Đấng thiên sai đến sẽ phân sự công minh cho người hèn yếu và bênh vực kẻ khó nghèo hèn. Vì người không phân sự theo mắt thấy hay đoán phỏng chừng tai nghe. Người thắt lưng bằng công chính và nịnh thông bằng tín thành, chính trực và thông suốt. Đứng trước một đấng Thiên Chúa thánh thiện như vậy, giữa một dân tộc còn nhiều tội lỗi, việc phải làm ngay là ăn năn thống hối theo lời Gioan khuyên bảo là cần thiết. Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng tôi là Abraham, vì người ta bảo cho các người hay Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Kết quả là dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Giô-đăng tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giô-đăng. Mát-thêu chương 3 câu 1 đến 12. Lời của Gioan vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay. Gioan tiền hồ lớn tiếng kêu gọi: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Hỡi các cụ ông, cụ bà, anh chị em, chúng ta đang ngồi đây. Mùa vọng năm nay chúng ta đang sống như thế nào? Nếu không phải là chuẩn bị tâm hồn, dục lòng tin, cử hành phụng vụ cho sốt sắng để lãnh nhận ân sủng mà Chúa Kitô đã mang đến trong thế gian cho mọi người hưởng nhờ. Mùa vọng là như tiền đường để bước tiếp vào những ngày thánh. Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần bằng lời cầu nguyện. Ngó hầu mùa Giáng sinh sắp đến, gặp thấy chúng ta sẵn sàng tiếp đón đấng cứu thế người đến. Hãy ăn năn thống hối để gặp được đấng cứu thế. Con người cần phải hoán cải chính mình, nghĩa là tiến đến cùng Chúa Kitô với đức tin tươi vui, bỏ đi những cách thức suy tưởng và nếp sống ngăn cản chúng ta sống theo Chúa cách trọn hảo. Chúng ta hãy đặt vào tay mẹ Maria nữ vương của niềm hy vọng mọi ước muốn tốt lành của chúng ta, để mẹ giúp chúng ta sống mùa vọng này cho xứng. Amen. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ. Bức ảnh của gia đình. Trong thời kỳ khai phá bên Mỹ Châu, có năm thanh niên Mỹ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu, nguy hiểm, không thể lường trước được. Sau một thời gian sống giữa rừng thiêng nước độc, khi trở về nhà, bốn người trong đám đã trở nên cọc cằn dữ tợn. Chỉ có một người còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước. Người ta hỏi anh làm thế nào để tránh được những lỗi lầm của những người kia. Anh trả lời như sau: Vì một bức hình tôi đã mang theo không phải là một bức hình của một người bạn gái, nhưng là của chính gia đình tôi. Buổi sáng trước khi tôi lên đường, chúng tôi đã ngồi ăn sáng chung với nhau. Mọi người đều ngẩn ngào vì tôi là người trí nhất lìa xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời vang cả gia đình đều quỳ gối cầu nguyện cho tôi. Chính hình ảnh đó đã theo tôi trong suốt chuyến đi và đã nâng đỡ tôi. Sống ở đời, ai cũng cần phải có một lý tưởng.
Lý tưởng đó nuôi dưỡng và hướng dẫn chúng ta cũng như đem lại cho chúng ta sự kiên trì trong cuộc sống. Lý tưởng của bạn là gì? Tiền tài, danh vọng hay lạc thú? Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thất vọng, chán chường. Duy chỉ có mình Chúa mới có thể lấp đầy những trống vắng trong gia đình chúng ta và giúp chúng ta vượt được bao gian nguy trong cuộc sống. Bạn muốn lấp đầy tâm hồn bạn với hận thù, bạo động và cau có ư? Hãy trục xuất Chúa ra khỏi tâm hồn bạn. Bạn muốn sự bình an đích thực và một tâm hồn minh mẫn thư thái ư? Hãy để Chúa chiếm ngự tâm tư bạn một cách trọn vẹn. Bài trích sách Lẽ sống.